Nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015, Hưng Phát Dưa Xay xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách. Hưng Phát Dưa Xay kính chúc quý khách một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Nhân dịp xuân về, chúng tôi gửi đến quý khách chương trình Hái Lộc Đầu Xuân diễn ra từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2 năm 2015. Quý khách hàng hãy mang những hóa đơn mua sắm sản phẩm nữ trang từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 22 tháng 2 năm 2015 đến showroom Hưng Phát Dưa Xay để tham gia chương trình Hái Lộc Đầu Xuân. Với hóa đơn mua sắm nữ trang kim cương trị giá từ 350 USD trở lên, chúng tôi sẽ gửi tặng quý khách một phần quà Tết gồm hộp trà, ly và bao lì xì. Và hơn thế nữa, nếu hóa đơn mua hàng trị giá từ 1.000 USD trở lên, quý khách sẽ được tặng ngay một phần quà Tết đặc biệt gồm hộp bánh, hộp trà, ly và bao lì xì. Thật là hấp dẫn đúng không nào? Hãy ghé thăm tiệm vàng Hưng Phát vào những ngày đầu năm để sở hữu cho mình hoặc người thân những món quà nữ trang cao cấp và sang trọng cùng nhiều phần quà hấp dẫn. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập website hungphatusa.com hoặc số điện thoại 408 299 0988.